Và để liên tục chương trình, Thúy An xin phép được gửi đến tất cả quý vị một ca khúc rất là dễ thương và rất là quen thuộc, ca khúc được mang tên Sẽ Hơn Bao Giờ Hết. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Vâng, xin cảm ơn tiếng hát của MC Thúy An.